Sau tháng đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nho Quan đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tham mưu ban hành chỉ thị về huấn luyện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng năm 2022 sát với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức huấn luyện, luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án tác chiến đúng kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nho Quan tiếp tục chủ động làm tốt việc tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, thực hiện tốt các khâu các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chỉ đạo 6 xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thủy, Gia Lâm, Đức Long, Gia Tường diễn tập chiến đấu phòng thủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ.